Yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì trước mắt quý vị đây là đôi JBL 825 nha quý vị. Phía trên là đôi 822. Em chỉ hát của đôi 825 ở dưới thôi. Đang ghép về cùng con đẩy Latchitro CB1002, công suất nó khoảng 1300W nha quý vị. Nhớ không lầm như là công suất 4 ohm là 650W một kênh nha quý vị. Còn 8 ohm thì 450 một kênh ha. Ngàn 3 á, 4 ohm ngàn 3 á. Số 2 ohm thì nó lên ngàn mấy nữa. Con này thì nó đánh 16 con 9 mà cộng với 12 con kia nó là tổng cộng 28 con nha quý vị. Hai con kia giống như nó thúc nấy đó, nhưng mà nó con này cái mạch của thằng Mỹ nó thiết kế không phải như của mấy con kia nha quý vị. Thiết kế là cái công suất của nó tuy nhìn nó không có cái, mặc dù nhìn nó nhỏ gọn như thế này nhưng mà công lực của nó rất là thâm hậu nha quý vị. Đánh hai đôi 40 như thế này thật sự thì quá dễ dàng thôi, không có nói nhiều nữa nha. CB1002 Latchitro hàng Mỹ, sản xuất tại Nhật, sử dụng điện 100V nha quý vị. Những con này sử dụng điện 100V hết nha, không có sử dụng 220 được nha quý vị. Hàng bãi xịn cho nên quý vị. Và con này em báo giá luôn nha, 6 triệu 2 bao ship toàn quốc nha quý vị, 6 triệu 2 bao ship toàn quốc. Và tiếp theo em sẽ quay đôi JBL 825 nha quý vị, bass 40cm chép kèn. Thì mấy cái đôi này thật sự em cũng không có cần phải nói quá nhiều nữa quý vị, tại vì nó đã quá nổi tiếng rồi. Những cái đôi này thật sự thì trên thị trường đã quá nhiều rồi. Thì em chỉ bao xin bao đẹp cho quý vị thôi. Giới thiệu mấy cái này thì nó quá dư thừa. Mà sơ lược lên thì bass 40 chép kèn, từ nó khoảng 190, còn nó chắc khoảng 65 bao nhiêu quý vị. Đẹp như thế này đây quý vị nè, nhìn đẹp nè. Ghê hồng không? MR series ha. Đôi 822 ở trên cũng len keng luôn nè quý vị. Nè, 822
ốc nổi không? MR82 đó, con này MR825 USA ha, như vậy đẹp, xuất sắc luôn như vậy, nhìn đẹp nè. Đôi này thì anh em ta test quá nhiều rồi quý vị ơi, hôm nay em cũng test lại luôn. Đó, nhìn nó đẹp nè quý vị, quá đẹp luôn. MR825 USA ha, quá đẹp luôn. Xây bên hông cho quý vị xem ha, zin nguyên bản hết nha quý vị, MR CD ha, tay nắm các thứ được là nguyên hết luôn ha, MR CD hết nha, tay nắm được là nguyên zin hết, các tiếng loa nguyên zin 100%, tép bass zin hết, con zin hết nha quý vị, quan trọng lắm quý vị. JBL mà cái chép nó không zin là nó không hay nha quý vị, chép nó zin là nó hay lắm. Đó, zin tất tần tật hết nha quý vị, hai đôi đẹp xuất sắc nè quý vị xem nè, đẹp nè. Đôi 822 ha, và dưới 825 4 tấc, đôi trên 822 3 tấc. Do để trên một cái lo 4 tấc cho nên quý vị nhìn nó kích thước nó nhỏ gọn vậy chứ, nhưng mà để riêng nó ra nhìn cũng to hầm hố lắm nha quý vị. Loa zin đẹp 100% hết nha. À, logo ha, JBL to bự ha, zin ha quý vị, zin ha. JBL ha, nhìn mấy cái này không cũng phê à. Những đôi này thì giá nó sẽ không rẻ đâu nha quý vị. Em sẽ báo giá luôn trên tiêu đài cho quý vị luôn. Những đôi JBL này giá nó sẽ không rẻ. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Clip này thì em test cái đôi MR825 thôi nha. Clip sau em sẽ test riêng cái đôi 822 cái nữa. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn. À, em báo giá đôi JBL 825 luôn. Giá nó là 20.500.000 bao ship toàn quốc nha quý vị. 20.500.000 bao ship toàn quốc. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.